Sau khi Phượng Nữ chiến thắng hai anh em nhà Tử Thành Kiếm thì nàng lại tiếp tục so tài với Niệm Bằng. Nàng muốn xem sau vài tháng không gặp nhau mà pháp lực có tiến bộ lên chút nào không. Niệm Bằng xuất chính dương đao và thần lộ đao, Phượng Nữ cũng lấy thanh bảo kiếm ra đối đầu với hắn. Đấu khí và ma pháp va chạm nhau tạo ra một luồng khí cực mạnh bao bọc xung quanh. Hắc Dạ chạm vào liền cảm nhận được nguồn kiếm khí hoàn toàn là đấu khí của Phượng Nữ chứ không phải là ma pháp của Niệm Bằng. Niệm Bằng cũng không biết nàng đã trải qua những chuyện gì mà đấu khí đã mạnh lên rất nhiều. Phượng Nữ vẫn cứ tiếp tục lao vào tấn công. Khi mũi kiếm gần chạm đến mình thì hắn mới xuất ra một bức tường băng ngăn cản, đẩy lùi đối thủ. Hắn lấy ra thần lộ đao, xuất ra một loạt nhân ảnh của thần lộ đao tấn công. Phượng Nữ vung một kiếm phá tan lớp tường băng, nam chính ngưng tụ ra vô số tảng băng từ trên trời rơi xuống. Phượng Nữ nhanh tay triệu hồi Phượng Hoàng Lửa Đát trả lại đòn tấn công, nhưng hắn đã kịp thời né tránh, nhảy lên không trung xuất băng pháp cản đường nhưng đều vô dụng. Niệm Băng tiếp tục xuất ra băng long tập kích, một con rồng băng xuất hiện đối đầu với Phượng Hoàng Lửa, một vụ nổ ma pháp xảy ra, Phượng Hoàng Lửa đã bị băng long tiêu diệt. Phượng Nữ suýt chút nữa bị băng long tấn công thì nam chính đã nhanh tay xuất tường băng đỡ đòn cho nàng. Theo nàng biết thì bạo phong tuyết của hắn không có bay cao tới như vậy, hơn nữa thời gian cũng không trụ quá lâu. Vừa mới nói dứt câu thì Niệm Bằng đã xuất một loạt quả cầu băng hỏa tấn công nhưng không làm gì được nàng ta. Từ sau khi rời khỏi băng Lam Thành, nàng đã đi khắp nơi lịch luyện, trải qua vô vàn khó khăn nên mới có thực lực ngày hôm nay. Lúc này hai anh em Tử Thành Kiếm mới nhận ra thực lực của cô nàng này đã đạt tới cảnh giới vũ đấu gia, tiếp cận võ thánh. Niệm Bằng sử dụng quyền trục ma pháp xuất ra bạo phong tuyết, một cơn lốc băng xuất hiện, Phượng Nữ lao lên dùng đấu khí phá tan cơn lốc băng. Đúng lúc này, viện trưởng học viện Lan Mộng xuất hiện, trận chiến dừng lại. Hóa ra viện trưởng lại là ông lão quét lá ở hành lang nơi mà Niệm Bằng đã gặp vài tháng trước. Phượng Nữ tiến lại chào hỏi và cho biết mình phụ mệnh trưởng lão trong tộc đến lĩnh giáo võ công của lão. Vì đã hẹn ước một trận tỉ thí với hai trưởng lão Phượng tộc, vậy nên viện trưởng chỉ còn cách nhận lời. Phượng Nữ bắt đầu tấn công nhưng đối phương chỉ đứng yên một chỗ, búng tay nhẹ một cái, đã có thể hất văng cô nàng ra xa. Phượng Nữ tiếp tục cầm kiếm xông lên, lão ta chỉ dùng hai ngón tay chặn đứng mũi kiếm. Tất cả tấn công của nàng đều bị viện trưởng tránh né. Lão phóng ra một kích phản công đáp trả, hai luồng đấu khí va chạm nhau tạo thành một vụ nổ lớn. Nàng ta lại sử dụng cửu ly đấu khí rồi lao xuống nhưng viện trưởng đã nhanh tay tạo ra một lớp đấu khí ngăn cản. Động tác của cô nàng rất nhanh nhưng lại quá chú trọng vào việc tấn công. Nếu đối thủ có nhiều người thì rất dễ bị đánh lén. Phượng Nữ lần nữa bị đẩy lùi, cô nàng vẫn không bỏ cuộc. Nàng đứng trên không trung chém ra rất nhiều luồng kiếm khí xuất ra có màu bạc, tượng trưng cho thanh đấu khí. Điều này làm cho mọi người bất ngờ. Thanh đấu khí là cảnh giới cao nhất mà những võ sĩ theo đuổi. Bất luận là tu luyện loại đấu khí thuộc tính nào, chỉ cần đạt tới cảnh giới thanh đấu khí thì màu sắc phát ra sẽ được chuyển thành màu bạc. Đây là tượng trưng cho một võ thánh. Nhìn trận chiến của hai người, Niệm Bằng mới nhận ra bản nãy Phượng Nữ đã cố tình nương tay chứ không hề dùng hết sức mình. Dù có thực lực cao hơn nhưng do bất cẩn nên viện trưởng suýt nữa bị trúng chiêu. Sau quá nhiều lần công kích, đấu khí trong người nàng đã bị suy yếu. Viện trưởng thừa nhận thực lực của nàng rất mạnh, nếu bản nãy nàng nhịn thêm một chút nữa, phóng thích Phượng Hoàng ra muộn thêm một giây thì kết quả sẽ khác. Qua 10 năm nữa, võ kỹ của nàng chắc chắn sẽ vượt qua được lão. Tới lúc đó, lão có dùng vũ khí thì muốn giành được chiến thắng cũng khó. Lão ngỏ ý muốn mời cô nàng ở học viện một thời gian. Sau vài trận tỉ thí thì nàng ta cũng bắt đầu đói bụng. Niệm Băng thấy vậy liền ngỏ ý nấu ăn cho nàng. Đồng thời, hắn còn muốn nhân lúc này thi đấu chủ nghệ với Đài Chu Tử Tu. Viện trưởng đồng ý cho Niệm Băng và Đài Chu Tử Tu tỉ thí với nhau. Hai người hẹn nhau ở đằng sau nhà ăn. Đài Chu Tử Tu nhường cho hắn chọn cách thi đấu. Niệm Băng muốn nấu một món ăn. Nấu món mà mỗi người thạo nhất, sau đó để mọi người ở đây nhận xét, từ đó chọn ra bên thắng. Dựa theo những gì đã ước hẹn, nếu giành được chiến thắng thì lão phải cho hắn biết kẻ thù của cha cực là ai. Đài Chu Tử Tu tỏ vẻ hứng thú, lão muốn xem đồ đệ của cha cực đã đạt tới trình độ nào. Niệm Bằng vẫn cảm thấy lo lắng, có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vậy nhưng những điều hắn biết về vị chủ thần trước mặt này lại chỉ giới hạn ở những điều sư phụ kể lại mà thôi. Uy thế duy nhất mà hắn bây giờ chỉ có thể là ma pháp. Hắn có cách nâng tỷ lệ thắng nhưng cần có sự trợ giúp của Phượng Nữ. Phượng Nữ đồng ý trợ giúp Niệm Bằng. Niệm Bằng lấy ra Ngạo Thiên Đao và Thần Lộ Đao. Bởi vì sử dụng đến sức mạnh của viên đá nên Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tư đã cảm nhận được khí tức của nó và đoán được Băng Tuyết Nữ Thần Chi Thạch đã ra khỏi Băng Nguyệt Đế Quốc.
phương hướng đế quốc Áo Lan, cho nên lập tức phái Băng Lỗ cùng với hai đại tế tử khác đến đó mang bảo thạch về đây. Viện trưởng cảm nhận được thanh đao của Niệm Bằng có khảm bảo thạch băng hệ đỉnh cấp, nên cũng đoán ra người mà Băng Thần Tháp tìm kiếm suốt bấy lâu nay chính là Niệm Bằng. Đại chủ tử tù hầm gà rồi dùng phong hệ nhồi bột với trứng. Lão dựa vào thể chất cường hãn của mình nhồi được một cục bột vô cùng to lớn. Niệm Bằng thì dùng ngạo thiên đao cắt gà thành từng khúc, rồi dùng thuật phân thân thác cốt như ý thủ để rửa thịt gà. Đây là một trong 7 cấm thủ của giới đầu bếp, chiêu này dùng để rửa sạch vết máu trên thịt gà. Không những vậy, Niệm Bằng còn bóp nát xương gà rồi đưa vào nấu với nước dùng. Hắn dùng ngạo thiên đao cắt tất cả nguyên liệu bỏ vào hầm chung, sau đó lại sử dụng hỏa diễm thần của chính dương đao nấu ăn, đồng thời vẽ một trận địa mà pháp tiếp thêm lực lượng cho hỏa diễm thần. Kế tiếp là sử dụng một trái bí đao khổng lồ cắt bí đao thành một cái nồi, nhưng bộ dạng cái nồi này lại quá bình thường. Nếu chỉ như vậy thì hắn không thể nào thắng được đài chủ tử tù. Về phía đài chủ tử tù, lão xuất chiêu sinh ti hoàn liệt trọng ưng thủ. Thủ pháp này ứng dụng vào trên võ kỹ cũng là độc bộ thiên hạ. Dù thủ pháp của lão cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tấm thớt lại lành lặn không chút tổn hại. Sức mạnh khống chế tinh vi huyền diệu không phải ngày một ngày hai làm được, mà phải tu luyện ngày đêm mới thành thục được như vậy. Mùi hương thơm của thịt gà phảng phất ngây ngất. Có một số thức ăn có thể bổ trợ lẫn nhau. Khi kết hợp, liền có thể tô đậm hương vị, nhưng Niệm Bằng chưa từng nghĩ tới mình có thể dung hợp hai loại nguyên liệu nấu ăn giống vậy. Đài chù kết hợp thịt heo với bột nhồi, đây là công thức mà lão đang nghiên cứu hơn chục năm nay. Ngắn ngủi trong 10 hơi thở, lão đã có thể xử lý nguyên liệu đến cảnh giới hòa hợp mà không có chút thừa sót. Vừa nhìn ai cũng biết trận đấu này, lão ta nắm chắc phần thắng rồi. Niệm Bằng nhớ lại lời cha cực đã từng dạy mình, muốn đạt tới cực hạn của Long Linh Tập Vũ Đao Pháp thì nhất định phải hoàn toàn dung hợp tinh thần với đao pháp, nếu không rất có thể sẽ bị linh khí của quỷ điêu cửu đao phản vệ. Một khi tinh thần lực chưa đủ, tuyệt đối không nên đột phá. Niệm Bằng lấy quỷ điêu ra khiến cho đài chủ cũng phải hốt hoảng. Lão không ngờ rằng nam chính đã luyện thành thục tuyệt chiêu của cha cực. Niệm Bằng xuất đao liền tục khắc lên trái bí, rồi đọc khẩu quyết. Một con rồng xanh xuất hiện nhập vào người của Niệm Bằng, khiến ma pháp lực của hắn tăng lên. Đây chính là đệ nhất thần đao trong giới chủ nghệ Long Linh Tập Vũ. Lúc này đài chủ mới nhận ra mình không chỉ thua cha cực về chủ nghệ mà còn thua lão ta về mặt dạy đồ đệ. Đang lúc căng thẳng thì hết tập phim, rốt cuộc ai sẽ giành được chiến thắng? Các bạn hãy đón xem diễn biến tập tiếp theo nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau!